Thành cua. Dạ, bánh ướt trứng thành à, mới cập nhật mới. Đó 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 đó. Bỏ vô hộp rồi. À, dạ đúng rồi. Là đổ hai mâm là một lượt luôn. Rồi. Đổ mấy bánh ướt. Đã rồi. À muốn là xong rồi, ta cắt ra. Dạ, một cuốn trứng hai cuốn. Đúng rồi luôn, đúng rồi. À. Xa là chợ Tân Mỹ cả nhà ơi. Nên mình đang có mặt ở chợ Tân Mỹ quận 7. Và bên Hùng đang dắp láo liền, láo liền, láo liền. Đây, đây. Là chua. Wow. Bánh cuốn mà nhìn nó giống như trứng vậy. Đúng ha. Đúng. Cái máy làm bánh khổng lồ. À, bánh cuốn trứng nè. Hùng có đều. Hùng có nhớ tới cái bánh Hồng Kông không? À. Nhưng mà cái này là size bự rồi. Size to. Oh. Wow, thấy hấp dẫn chưa anh? Hấp dẫn rồi, hấp dẫn em rồi. Nhìn thấy thèm rồi. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Hiện tại mình đang có mặt ở ngay số 22 Tân Mỹ. À, quận 7 nha cả nhà, phường Tân Phú, quận 7. Thì ở ngay địa điểm này có một quán bán bánh ướt và bánh cuốn. Với một cái ngoài cái máy ra còn có một cái bánh tôm mà nó rất là to luôn. Thì mình sẽ vào trong để mình giới thiệu cả nhà những món ăn ở đây. Và quán đông lắm nha. Chợ quá rồi. Trời ơi. Giờ mới thấy luôn. Ba cũng bự luôn. Đó. Nhà ơi, mình đã vào và gặp một bạn rất là dễ thương ở bên quán nè. Đó. Bạn làm rất là nhanh tay luôn. Em đang làm một dĩa này là dĩa đầy đủ đúng không em? Thường đầy đủ là thứ 5 loại nem bánh tôm. Thế là khách ăn không nem. Không cho nên là mình thêm đồ khác cho khách. À mình thêm đồ khác cho khách. Mà cái bánh tôm ở bên đây anh thấy là sao nó xay giống như bánh đa vậy ha, nó dạ. Tròn như cái bánh đa vậy á. Nhưng mà cái này nó sẽ giòn. À nó giòn. Cái này là mình dạng chiên mỏng á, chiên mơ mơ mà cái lớn luôn vậy đó mới ngon. Em nhìn xa nó tưởng tôm chảy. Đúng rồi, dạ, dạ. Cái giống tôm chảy. Thì về cái tiệm của mình bán ở đây được bao nhiêu năm rồi em? Dạ, thì tiệm em ở đây được 6 năm rồi anh. 6 năm rồi. À, dạ. À, mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ em bán từ em mở cửa từ 5 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lúc à. nào khách lại thì mình cũng có nhân viên để phục vụ hả? Vậy là cả ngày luôn rồi. Dạ dạ. Anh thấy cái này khách người ta mua về riêng luôn nè đúng không? Dạ à, đúng rồi. Có người ta mua những cái bánh tôm này về riêng luôn. Nào giờ có ai mà ăn một dĩa bánh ướt mà ăn nguyên một cái bánh tôm này chưa em? Dạ có anh. Trời có. Cũng như là ví dụ một người thì người ta có thể kêu phần là 10, 15, 20. Còn còn hai người thì có thể kêu phần nhiều hơn. À rồi. Như vậy. Vậy là ăn nguyên cái bánh tôm bự luôn á. Vẫn có luôn anh. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay mình ăn theo kiểu giữ nguyên. À. Dạ. Nhưng mà anh thấy cái máy làm bánh bánh cuốn của mình á cũng là ghê ha. Ồ, người ta thường người ta đổ lên cái lớp màng á. Dạ. Cái đó là dạng hồi xưa thôi. Ừ. Hồi xưa thì quán cũng có làm đó nhưng mà tại vì tân tiến mà lên cái này nè. Cái cách đâu mà kia cái đó thì mình làm một chén không kịp. Dạ. Cái này thì nó tân tiến nó lẹ hơn. Nó lẹ hơn. Đó cả nhà. Bây giờ anh đang cái đó là giá, giá phải không? Đúng giá. Ở bên dưới là bánh rồi luôn đúng không em? Bên dưới là bánh ướt. Dạ không anh, cái này là mình có hai ngăn, một ngăn là để dành riêng để chung giá thôi. Còn một ngăn ở trên là mình sẽ đổ bánh. Đó, một ngăn trên đổ bánh. Dạ. Bánh để ra xong rồi sẽ cắt ra. Bánh thấy đều của em ha. Dạ. Giống như là mấy miếng sushi vậy á. Ở đây là mình có bánh ướt nè, bánh cuốn và dạ, đúng rồi. Ở đây thì hiện tại là trên menu của em đang là có 5 món là bánh cuốn, bánh ướt, cuốn hải sản, ướt trứng và cuốn trứng. Bây giờ mà mới thông tin tiếp thêm một loại nữa là bánh ướt trứng thanh cua, rồi cuốn trứng hải sản,
Ồ, toàn là mấy món lạ không cả nhà. Dạ, hôm nay mới làm mới ra, chưa có đề cập trong menu. Nhưng mà khách quen ở đây thì người ta vẫn biết. Vẫn biết đúng không? Dạ đúng rồi. Hy vọng là sau clip này lên là mình giới thiệu luôn món đó. Là bên quán có những cái món mới rồi cả nhà ơi. Và chắc mình, anh Lộc ơi, mình qua bên kia mình quay cái bánh, cái cổ máy nó đi thấy lạ đó đó. Ra rồi kìa. À. Một cái lần là đem là đem đổ bánh cuốn bình thường. Đúng rồi. Dạ. Một lần như vậy anh thấy là nó sẽ phục vụ được đến 2 đến 3 dĩa ha, 2 đến 3 dĩa bánh cuốn á. Đó cũng nhiều, nhanh. Một mâm như vậy là chán được 5 phần. 5 phần luôn. Dạ đúng rồi. Đó nhanh lắm cả nhà. Mà anh này làm đều nữa. Ờ, là trong đây là đã có nhân hải sản với thịt rồi luôn rồi ha em. Dạ. Ở bên đây là bánh cuốn thịt. Đây là hải sản là sẽ có mực ở trong bên trong luôn. Là mực nè. Dạ. Ở đây là cuốn trứng. Có trứng với bột rồi. Cuốn trứng mà thường với anh. Dạ. Bánh cuốn trứng nhìn màu đều ghê. Đây, đổ đổ lên rồi. Nhưng mà em để đây là nó cũng giữ nóng luôn nè em ơi. Ha. Dạ. Để đây là cái máy nó giữ nóng cho cái này luôn. Hay ghê. Ồ, đổ vô kìa. Không? Anh à, cái điểm đặc biệt ở đây anh Lộc là trứng. Anh ơi, anh ba phần ướp trứng thanh cua. Để mình quay thử một phần ướp trứng thanh cua bên đây thế nào nha. Dạ. Ướp trứng thanh cua. Dạ, bánh ướp trứng thanh cua. À, mới cập nhật mới. Đó 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 đó. Này là tại vì bữa trưa cho nên là khách đây ra cho nên là mới để nó mâm chứ chứ mà thường buổi sáng cái lượng khách nó đông hơn là mình sẽ bỏ vô hộp rồi. Dạ đúng rồi. Là đổ hai mâm là một lượt luôn. Rồi anh cũng lại phải hất lên hất xuống đúng không ạ? Năm này là chắc là làm lâu năm rồi. Dạ nhân viên mới anh. Nè. Dạ mới qua 4 tháng thôi. Tại vì vô đây mỗi người nhân viên là có một khâu riêng đó anh. Dạ sao hoàn thành tốt cái khâu đó hơn là mình chạy nhiều việc chắc cũng lâu rồi hả? Dạ là lâu đây 3 năm rồi. Mấy bò bánh ướt mà kiểu không còn một thời kỳ rồi. Dạ mỗi lần làm xong là anh vệ sinh đó cả nhà. Nó còn mới mẻ quá, tại vì vậy đa phần là quán em là nghiên về sinh viên, công nhân với học sinh đó anh. Dạ, cho nên là mấy món đó hơi lạ. Bây giờ mình đợi cái bánh ra, Dạ, cái này là khoảng 3 phút anh. 3 phút. Dạ đúng rồi. Mình thấy quán làm cái cỗ máy này á, thứ nhất là nhanh tiện, thứ hai là cũng gọn gàng ngăn nắp lắm cả nhà. Cái nào ra đó. Nó có giữ nóng luôn. Mình làm cho cái cây đó thôi, nó nằm trong cái cây đó hết rồi. Hả? Hột mang về. Là về qua quán ha. Thì quán nào cũng vậy thôi, là làm nhà máy ăn uống thì mình phải thật lẻ xíu. Dạ. Mà mình đã đặt qua hát thì mình sẽ đặt với tên gì vậy? Dạ, bánh ướt nhân. Bánh ướt nhân đúng không? Dạ. Bánh ướt nhân trong tất cả các app đều có. Máy bánh ướt đã rồi. Một cuốn trứng hai cuốn á Nam ơi. Đây, cuốn. Vậy là một cái này mình chỉ làm được. Là một phần thôi. Mà một phần cũng như là mà đồng hồ cá thanh cua vậy là chỉ một phần thôi. Đấy là đó là một cây là được 3 phần. Dạ đúng rồi. 25. Đó là một phần. Dạ đúng rồi, vậy là một phần. Để em sẽ làm thành là mở một dĩa này luôn cho mình coi nhé.
anh Lộc. Dạ đây, một phần đầy đủ xe sẽ bao gồm 4 loại chả, chả lụa, chả chiên, giò thủ, chả bò anh em và bánh thơm anh. Còn khách nào muốn ăn đặc biệt hơn á, kêu luôn. Đặc biệt là dạ, có giò thủ ha. Dạ đúng rồi, giò thủ. Đa phần là con quán bánh hướng này không có giò thủ. Dạ. Đây đa phần là những quán khác dạ, chỉ có 2-3 lần là tới bên chả thôi. Còn quán em là tới 5 loại luôn, là có thêm chả quế nữa. Khách mà không ăn cái gì đẹp, tôi thấy chả quế vô. Okay. Cái này là một phần đầy đủ anh em. Nói chung là em là em ăn 4 phần á. Dạ, hay là 25 anh. Dạ là thanh cua là 25. À, đúng rồi. Không, một phần bình thường là 25, còn thanh cua là bên em là 35.000. Dạ. Wow. Em ơi. Hai cái trứng hải sản và hai cái thanh cua, cuốn thanh cua. Dạ em làm giùm anh 4 phần. Anh ơi cho em hai phần trứng hải sản nữa. Tức là đúng rồi. Đấy, hai phần thanh cua. Đấy rồi. Còn hai phần trứng hải sản là mình đã đầy đủ. Đây mấy phần này là mình đặc biệt á anh. Nên là mình sẽ đồ đổ nóng cho nó ngon. Ok. Lấy nước tương cho em đi. Trời ơi, cả nhà nhìn nè. Cái lúc này anh mới lấy ra nhìn mình bất ngờ luôn. Đó, có đồ ăn, có nhân bên trong nè. Cuốn lên. Đâu phải riêng anh đâu. Đâu chỉ riêng anh à. Anh canh cái độ dày nó vừa tới á cả nhà. Bằng bằng nhau. Rồi lên luôn. Rồi cái đồ ăn với đâu em để xung quanh ha. Dạ. Em tên gì ạ? Em tên Duyên. À bạn Duyên. Bạn này là nhân viên kỳ cựu bên quán luôn á. Rồi, giờ chả ở đây anh thấy có chả bò nữa em. Dạ đúng rồi, rồi đây rồi là chả bò, giò thủ nem. Giò thủ nữa. Chả chiên, chả lụa, giờ dưới đây là chả quế. Đó, chả quế nguyên một cái cây bự luôn này. Cây em, chả quế. Rồi cái đó mà thử thách cây đó thì mệt. Nếu mà mình ăn một phần bên mình bao nhiêu em? Dạ mà một phần bánh cuốn của em là bình thường là 25. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà ăn hải sản hay là ăn trứng thì mới thêm tiền. Hải sản dạ đúng rồi, hải sản với trứng thì thêm giúp em 5.000. Là 30. Rồi. Rồi, bán chất lượng ghê, 25.000 mà có chả bò với giò thủ luôn nè. Đặc biệt là cái bánh tôm. Ôi Duyên khéo tay quá rồi. Rồi cảm ơn Duyên nha, xong rồi đúng không em? Dạ. Rồi. Để em cầm thử coi. Rồi nguyên cái bánh ử thử anh. Chụp em. Em thử dạ. Em mượn nguyên cái bánh thử nha. Nguyên cái bánh hả? Nguyên cái bánh tôm á. Cái bánh còn nguyên á. Bây giờ anh sẽ giống như là Tân Lan và Tân Gia Nhân vậy á. Sẽ phủ lớp này lên. Thấy chơi hành đào hả? Cái chế này để cho đẹp thôi. Để cho đẹp không? Em, cho anh phủ lên đây luôn đi. Phủ lên luôn, đúng rồi. Đó. Lát mình thấy ra mình chụp lại cái gì ấy. Ừ, cả nhà ơi. Rồi. Rồi, phủ lên luôn em ơi. Rồi. Rất là thơm. Cái đó là nhà chiên luôn đó anh. Dạ, và vừa chiên vừa bán luôn cho nên lúc nào nó cũng nóng nó giòn á. Trời. Thường thì nó khác là có đậu xanh nhưng mà đây cái này giống như là khoai dạ, khoai môn cao. Rồi, vào trong nha. Được không? Dạ,
Ok. A few minutes later. Rồi. Wow. Nguyên một cái bánh tôm. Mới đầu không tính ăn cả nhà nhưng mà cảm ơn người anh rất nhiều. Người anh muốn clip hấp dẫn nhất cũng như người xem có những cái màn cắn bánh giòn nên Võ Sĩ Lộc đã gọi nguyên một cái cho mình. Bên cạnh đó là những cái phần bánh cuốn hải sản và trứng rất là nhìn đẹp mắt luôn. Mời cả nhà nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Làm đại anh cho, làm đại anh cho, cắn giáp dòng bánh tôm đi. Cái này nó dầu quá, nó dầu mỡ. Đó nó dính vậy. Nó dầu dầu mỡ. Rồi, vị thanh cua. Nhưng mà cái này phải chan nước mắm nhiều vào xíu. Nó hơi khô, khô, hơi ráo. Đó, chan này. Cái mũ ngấp vô. Vị thanh cua nó lấn át luôn cái vị bánh ướt rồi nè. Bánh cuốn chứ. Ồ, sắc. Thấy nước mắm vào tuyệt đỉnh luôn. Tuyệt vời. Tại vì cái bánh á, nhân bánh á, rồi cái lớp bột bên ngoài nó hơi lạc xíu, mình phải ăn kèm với mắm mà cay đó nha. Cảm giác bên trong cái thanh cua đó, nó béo ú luôn. Nhưng mà ăn thanh cua này vào mình lại thèm bánh cuốn thịt rồi. Mình sẽ thử qua bên đây. Nhưng mà cẩn thận nha. Tại vì anh thấy cái cuốn này nó cũng bự nè. Đã ngố mà. Phải có những cái này ăn kèm với hồng ngán. Phải chiên hành phi nữa nè. Chọn lên, chọn lên. 4 miếng nem, 4 miếng chả, 4 miếng gà thủ, 4 miếng chả bò. Thêm hành phi vào là đúng cái vị bánh cuốn rồi đó anh Lộc. Trộn lên luôn. Chế vậy hả? Để tính vậy. Bỏ mắm đi luôn. Yeah. Rồi bẻ hết bánh tôm vô luôn. Bánh tôm đã ăn kèm mà bỏ vào nó mềm nha. Chắc chứ ăn hết 4 phần này còn cũng no nha Hùng. Bánh tôm ăn trong khả năng của mình thôi. Dạ đúng rồi, review. Đừng có cố quá em. Ơi hải sản. Hết tôm không? Nó có nhân thịt nữa anh Lộc ơi. Thịt ít rồi. Bên này mình chưa cắn được hải sản. Ở đây mình thấy có miếng mực nè. Chả lùa, chả chiên, chả qua chả bò. Chả bò là đặc sản ở Đà Nẵng. Quán này khó luôn. Nhưng mà tính ra một dĩa 25.000. Có hết 4 loại chả này luôn mà giá như vậy quá ok anh Lộc. Thanh cua là 35. Dạ. Thanh cua là 35.000. Thanh cua thì nó cao hơn. Hello. Bên Hùng với Võ Sĩ Lộc. Bên Hùng nè. Ổn quá. Mình nghĩ tưởng tượng ra cảnh con mình với con Hùng mà sau này đi ăn chung á, nó chắc cài bãi. Con bên Hùng xưa là ba của mày hay bắt nạt ba tao lắm, hay thăm ngàn lắm đúng không? Ôi dạ. Má nó là thăm ngàn cho mày là cầu ứ hự luôn. Bây giờ tao lớn hơn mày nè, tao sẽ thăm ngàn mày nè. Đúng rồi, đúng rồi. Anh, ở trong cái bánh tôm này nè, thấy có con tép luôn á. Nè con mắt nó nè. Rốt này, rốt 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 khoảng tép. Cho nên cái nó có cái mùi thơm của tôm luôn nè. Đúng kiểu đời cha ăn mặn, đời con khát nước luôn á. Đây đây Võ Sĩ Lộc nè. Tướng cứng hơn. Bên Hùng thì nhỏ nhỏ con rồi. Thôi em không làm vậy đâu. Mấy con đợi trang mặt đợi con khát nước rồi bắt đợi cháu. Tới lúc mà con của mình với con Võ Sĩ Lộc có con nữa thì lúc đó con cháu của Võ Sĩ Lộc sẽ là thăm ngàn cháu bên Hùng. Nó một vòng lẩn quẩn á. Nên mình cũng nói tính xa quá. Giờ anh còn chưa có vợ nữa mà tính tới con cháu à. Phải lạc quan lên. Ngày mai lấy vợ luôn.
Nếu mà mình lấy vợ mình sẽ kêu Funny Hùng theo quay clip theo bưng cho mình mâm heo quay à. Mâm bưng nguyên con heo quay luôn. Lát mở ra thấy mất cái đùi á. Quá đã. Nội bưng quả thì Tuấn speak là con heo quay là thoải mái rồi nè. Đúng rồi. Dương là cho mâm cứng cứng một chút. Hùng bưng con trầu câu rồi kia cũng nói chung team mình thì anh khỏi lo về cái sức nặng của mâm quả. Hai cũng bưng nổi. Chung bamboo chơi anh. Đúng rồi. Chung bamboo mà đi bưng mâm quả thì hơi bị cay. Thiên quần hoa thì cho bưng mâm dừa. Ủa? Anh cứ vậy không? Thế nơi sao cái dừa bị tách hết? Trời hủ. Giòn quá. Ê, tính ra thì dạy được 5 người rồi, 5 quả là được rồi. Cho MCV nữa. Gì? MCV. À. MCV bên quán quả anh ăn á. Song ngữ luôn, vẫn song ngữ. Mình đã từng đi một cái đám cưới song ngữ tiếng Việt và tiếng Hoa ha. Đó là người An ta, đúng không? An ai xin nhan đúng không? An xin nhan á. Là người MC ở cả nhà, người ta phải nói bằng hai thứ tiếng, rất là cực. Nhưng mà cũng hay á. Vui quá, nhắc tới chuyện đó tự nhiên thấy vui rồi. Vui chứ anh. Là trong đời mà. Quay lại với bánh ướt bánh cuốn nè. Nói chung thì bánh ướt mà hay nhân với hải sản đó thì mình thấy ít chỗ bán lắm cả nhà. Mình đã từng ăn rồi. Bánh ướt Hồng Kông. Bánh không chợ. Bánh ăn mà chợ gì ta? Phục Hưng. Thì đây là một tiệm nữa có hải sản. Nhưng đúng bên rồi. Kia có sò điệp, ăn cua. Rồi đấy. Nên cái chả tôm thì nếu ăn không hết thì anh chắc chắn sẽ mua về cho mẹ rồi sẽ kêu lấy những phần kia không lấy bánh tôm để bẻ cái bánh của em mua. Hãy quá rồi anh ơi, hồi thử anh thôi. Con thử đi anh. Hai môn á. Wow. Có những con ruốc hả? Ở nhà. Nó thấm vị. Dạ. Yeah. Nó ăn rồi. Nó không bị lạc. Thường người ta nói là bánh tôm hay là bánh đậu xanh hoặc là bánh cống. Đúng, ở dưới Trà Vinh á, ở dưới Trà Vinh gọi là bánh cống. Nhưng mà không có ai gửi nó quạt cho mang không nổi không, để mà nó quạt cho nó bị cứng, nó dẻo quá nên không ăn. Ngon thỏ. Nó bẻ mấy miếng cho nó đi rồi anh nào anh gói vô mấy phần anh mang về mà đúng không. Mình đã đặt về nhà 5 phần. Đó. Mực nè. Vô. Mực. Tôm bên trong á cái nhân á. Bữa nay em, bên đây. Đến đây thì anh chủ có thêm cái bánh cuốn nhân thịt truyền thống nữa. Nhưng mà mình ăn cái này cho nó mới lạ. Truyền thống mình ăn nhiều rồi. Nhập miền. Đây anh em. Bạn Duyên làm cái dĩa này rất là công bằng. 4-4-4-4 hết. Bánh cũng 4 phần. Bắt sữa bỏ vô nữa. Ăn chua lắm. Cuộc sống mà đôi khi công bằng đi cho nó dễ sống. Chứ 4 phần mà làm 5 phần đồ ăn thì nó cũng khó sống cho cái người ăn. Thử thách. Khó sống cho người ăn thôi. Chứ người làm thì rất hả hê. Người gọi cũng há hơi đó em. Người quay á hả? Người gọi á. Người gọi làm á cũng vui nữa. Thanh á. Đúng rồi. Hôm nay thì anh em quận 7 ơi, anh em mình đã tới rồi. Các anh em có sẵn sàng để đón tiếp mình không? Nhất là các anh em nào ở khu chợ Tân Mỹ, điểm danh. Đúng rồi. Chợ này có nhiều quán lắm. Em đi vòng vòng á. Nếu mà nó buổi sáng qua chắc ok. Đúng rồi. Mà em có thấy ở đây quán nhân viên đông không? Là để chuẩn bị cho dập cao điểm buổi sáng á, học sinh họ đi học á, tàn bánh ướt nó sẽ dễ, bánh cuốn nó sẽ dễ. Quá. Wow. Mà qua quận 7 em có nhớ tới nhân vật nào mà em mới ăn gần đây không? Bún bò. Gì? Bún bò được có 10. Cháo lòng. Cháo lòng ăn với nhân vật nào á? Ai
Linh. Linh bò nhà Mộc ơi, bò quán Mộc ơi, điểm danh nào. Bữa giờ đi ăn xong và thấy Linh không có liên lạc luôn. Bật vô âm tính. Bật vô âm tính. Hay là Linh chỉ muốn liên lạc với mình qua Dương thôi. À, có gì Dương sẽ báo với anh em mình. Dạ, yes, chắc chắn như vậy. Hay là Linh với Dương đi thử thách riêng. Vậy thì mình cũng vui cho Dương ở nhà. Cái gì nữa? Nghe quay không? Những con mực này nó thật là hư. Nó không ở cùng với gia đình nó đâu. Mà nó đã đi trốn ra ngoài rồi. Con mực này nó tính đi du học á. Cho nó vô bao tử em du học đi. Du học hả con? Đây. Con này sẽ đi du học sang Mỹ. Còn con này đi qua Canada. Nhưng mà khi du học xong thì tất cả đều chung một nhà, đó là trái đất. À, mình thấy một thanh niên. Mình cũng thấy mình nói chuyện hồi vốn với cả nhà. Nó đi du học tất cả các nước. Sau đó hỏi bạn đi du học ở đâu. Mình đi học ở trái đất. Chứ trước đó bạn ở nước khác hả? Ở hành tinh khác hả? Bạn ở hành tinh khác chứ. Trong những đám du học đó anh, em phát hiện ra một thanh niên này rất là đô con đó. Thanh niên này bị tồ á. Em xin đặt đây là thanh niên này tên là Vosala. Thanh niên này tên là Vosala. Vosala em sẽ cho đi du học qua Campuchia. Ăn này mình phải chấm giống như phong cách của võ sư lộc nữa. Chan nhiều quá nó bị lầy ra, nó bị mềm bánh. Mỗi lần mà quay ở những quận mà ít quay á Hùng, cảm giác anh em mình có thêm động lực á, để mình có thể gửi tới cả nhà những cái clip hấp dẫn hơn. Quận 7 qua hôm qua thôi chứ qua là phải 2-3 clip một lần. 2-3 clip. Nhưng mà hôm nay dựng có 2 clip thôi. 2 clip thôi. Chứ 3 clip thì 3 clip rành á. 3 clip thì mình phải đi thêm với những gọi là chiến thần cánh á, những cái cánh á, để mà mình là hổ mọc thêm cánh. Cánh nè. À? Cánh. À. Hổ mặc thêm cánh anh. À, em nói cánh không làm anh liên tưởng tới đây. Đây nè. Trời ơi. Phải ở đây nè. Đó. Mà anh thấy đó, cái bột ở đây á. Dẻo dai lắm luôn á. Nè. Thấy không? Dạ. Yeah. Dẻo dai. Không đứt luôn. Đó, lâu lâu nó đứt cái. Nhưng mà lúc nào cũng đứt. Mà cầm lâu quá á, nó bị cái gọi là lực của trái đất á. Hút xuống. Trọng lực. Đúng rồi. Về trọng lực. Ra ăn môi cho. Giỡn no lắm rồi mọi người. Đó. 90. 90, 1990. Anh này anh sinh năm 91. Có 91 không con? Có 93 không con? 95. Không. Có 97 không? Ây da, mới nói rồi. Trời ơi, 94, 95, 93. 94 đi. Trả rồi, nó bóp rồi ta. Mấy tờ? À, em nói giỡn là bóp nè. Anh mua mấy tờ? Mua 2 rồi. Rồi để em trả luôn nha. Nè anh có 20 luôn. Anh tặng cô 10. Dạ, bye bye cô. Tiếp nào. Trời ơi, những cái bột này. Chị nghĩ ăn hết không? Mình thấy nhân viên ở bên đây ai cũng trai xinh cái đẹp hết. Mình thấy cũng tới nái lắm rồi. Giờ cũng hơi chậm chậm rồi đó. Cái nhịp độ ăn chậm rồi. Hà nhiên rồi chị ơi. Căng quá. Chắc giờ phải với nhà bé Duyên ra để cổ vũ. Bé Duyên cầm một cái bánh cuốn màu trắng. Tại nãy giờ màu vàng không à. Cầm cái bánh cuốn màu trắng ra cổ vũ cho em. Thôi vậy bé đi đứng ra. Phủ phạt thì cả nhà. Nhắc tới cảnh mà cầm đồ ăn ra đổ vô dĩa, mình lại nhớ mẹ mình quá. Nhớ mẹ mình ghê. Đếp quá là cảm động luôn. Khóc luôn. Và nhắc tới đó thì Phanh Hùng chắc cũng sẽ đỡ nhớ con mình rồi. Thì khi nãy có chị điện thoại nghe. Con mới làm cho một bố. Ở đây thì mình thấy là bình thường á. Nhưng mà có mặt ngay tại hiện trường thì sợ là không có kềm được. Thứ như làm đổ nước vào phòng CPU. Bây giờ cái ổ đê đó đã bay màu. Không biết có phục hồi được không. Tiền bạc nó không có quan trọng. Nhưng mà quan trọng là những cái kỷ niệm. Ở trong cái ổ đĩa đê đó là hình của con mình từ lúc mà vợ mình có bầu luôn á. Cách đây khoảng 3 năm mấy cho tới bây giờ. Ừ. Hay là em tháo nó ra em
em bỏ vô thùng gạo ấy cho nó không ẩm. Nhi biết tháo không? Em nghĩ là biết á, bữa nó tháo nó lâu mà. Bữa đó là bật máy không lên luôn. Xong rồi hôm sau bật lên, nhưng mà không thấy ổ đê. Vậy là đổ phải số lượng nước cũng nhiều á. Chắc là chủ động đổ chứ không phải là lỡ đổ đâu. Thêm dầu vào lửa. Không, mình làm cho mình cũng mệt cả nhà. Nếu mà Vinh Hùng nhớ con, Vinh Hùng sẽ về sớm á. Còn Vinh Hùng không nhớ con ở đây quay clip hoài luôn. Ngày nào là cũng ăn. Lộc lại muốn ở bên Vinh Hùng lâu dài hay gì. Không muốn Vinh Hùng về quê hay gì. Kiểu Vinh Hùng giận Ori không về nữa. Quay clip một tuần luôn. Má đủ đăng tán rồi. Thiệt á, nói là mình đi Tây Bắc luôn. Ê hàng là làm khoái á. Giờ giống như mình bán đồ hàng đi. Bộ sư Lộc ơi, mua gì không anh? Mua gì không anh trai? Rồi. Mấy cái phiên chợ chiều này nó tàn rồi. Tàn mấy đồ bị qua ngày rồi đúng không? Giảm giá. Ok, giảm giá vậy thì bán cho cái Nemi. Đây là máy bán hàng tự động. Giống như giữa chán thì hơi căng á. Bán hàng kiểu mất dạy vậy. Đâu khách ta gì thì đâu nó chưa gì mua hàng là bị dính một nhát ngay mặt rồi. Wow, của anh. A few moments later, hôm nay là sinh nhật mẹ mình. Hát một bài tặng mẹ đi. Hát một bài tặng mẹ. Hát một bài về mẹ. Ok, đợi em xuống. Go. Wow. Đang tính hát luôn. Đúng nha. Đúng là khúc cuối là lại có xe. Khi mà xem được clip này, con muốn gửi lời chúc đến mẹ. Chúc đây trước rồi. Gửi lời là gì? Gửi lời. Em nói gửi lời. Chắc là nâu á. Gửi chúc đến mẹ là chúc mẹ luôn có những sức khỏe. Và mẹ luôn trẻ đẹp. Chúc cho mẹ sẽ luôn sống đời với con. Giờ con sẽ gửi mẹ một bài hát, một bài nhỏ thôi. Gánh mẹ. Mẹ là vầng trăng sáng soi đời con. Mẹ là bông hoa tỏa hương về đêm. Mẹ là tia nắng chiếu soi con đường mà con đang đi đến nước mơ. Tình mẹ bao la khiến con nhận ra. Và rồi con muốn có mẹ kề bên để được ôm ấp và nói con yêu mẹ. Mẹ ơi mẹ có biết không? Đây. Chưa do điệp khúc mà. Thôi hát bạn. Này anh mua, anh mua mang về đúng không? Đúng rồi. Hết hồn. Trời em tối mang hết dưới này. Rồi ok, chúc mừng sinh nhật mẹ nha. Giờ con sẽ ăn hết đĩa này để chúc mừng sinh nhật mẹ. Hay quá. Và clip này sẽ lên sau sinh nhật mẹ cũng lâu á. Hôm nay sinh nhật mẹ em cho em hát đôi lời. Mấy anh chị bên quán chắc cũng thắc mắc á. Thôi miếng cuối. Yes. Mình có mua về cho mẹ ăn cua với HS là hải sản á. Nãy giờ mới ở luôn. Rồi thì làm cho em hai phần hải sản với hai phần ăn cua. Tuy là anh em mình ăn lâu thiệt, nhưng mà Hùng ăn 4 phần, mình mua 6 phần, Hùng mua 4 phần. Thì anh em mình ăn cũng gần 2 cục phần rồi. Mua về cho quán rồi. Cảm giác bây giờ như thế nào? Cảm giác bây giờ no. No nhưng mà rất là đáng. Chưa có quéo chân nên là chưa no rồi. Muốn quéo chân là phải ăn thêm cái bánh tôm này á. Nhưng mà ăn cái đó nha thì nó ăn được, trọng lượng nó không quá nặng.
mà nó sẽ hơi lâu dọn lâu nhà tiêu quá, nó bị lâu tiêu quá, nên mong cả nhà cũng thông cảm. Rồi thì quán mà hôm nay mà anh em giới thiệu cả nhà là quán bánh ướt nhân. Bánh ướt nhân là một quán mà bánh ướt rất là ngon ở Sài Gòn. Quán này thì đặc biệt là có một cái máy á cả nhà, cái máy làm bánh bánh ướt với công suất rất là nhanh. Và bên cạnh đó thì có rất là nhiều loại đồ ăn ngon và hấp dẫn. Mình thích cái là chỉ 25.000 thôi, nhưng mà có những cái loại chả, mà chả ở đây ăn cũng thấy ngon lắm nha, chứ không phải là những cái loại chả mà bình thường đâu. Mỗi lần mà mấy chị lấy á, là mấy chị sẽ lấy 1, 2, 3, 4, 5 năm mấy món. Chị giống như đi siêu thị vậy, lấy một cái là hết các loại chả luôn. Và còn một điểm đặc biệt nữa là cái bánh tôm. Bánh tôm là không giống như những chỗ khác, mà là họ bỏ vào trong cái chảo họ chiên, chiên một cái chảo lớn này nó mới ra hình này. Mình cảm giác như ăn bánh ướt mà còn thêm. Rồi, mẹ mình mới gọi cả nhà ơi, nên thôi mình phải về tranh thủ và để tạo một món quà bất ngờ sinh nhật cho mẹ thôi. Kết thúc clip nha. Có gì cả nhà hãy ghé qua số 22 đường Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7 để trải nghiệm món bánh ướt nhân nha. Thế nên mình có các fanpage trên Facebook với những người yêu mới thì muốn cập nhật các sự kiện mini game event thì hãy like và theo fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Lên mình sẽ đặt phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký kênh Phan Hùng Vlog và YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên bấm mình là Phan Hùng 116 Võ Sư Lộc. Mọi người tất cả là Phan Hùng Võ Sư Lộc, Võ Sư Lộc Phan Hùng. Trong những sắp tới như các bạn muốn thế nào thì đã làm những comment mình thêm xét và đưa những lộ phù hợp nhất là tiếp theo nhận thức nha. Ok, xin chào các bạn.